Năm 2022, với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời cùng với triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phù hợp nên cuộc vận động 50 về quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông ở các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, đạt hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động cũng đã góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, hoàn thành tổ các nhiệm vụ an ninh quốc phòng được giao. Năm 2022, Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 của Trung đoàn 6 đã tập trung xác định các mục tiêu, chỉ tiêu sát với nhiệm vụ, trong đó đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông. Trong năm, Trung đoàn đã đầu tư đầy đủ hệ thống nhà xe, nhà kho cất giữ vũ khí, trang bị và phương tiện xe máy. 100% số lượng vũ khí, trang bị, kỹ thuật, phương tiện được đăng ký thống kê và quản lý khoa học chặt chẽ. Tổ chức bảo quản thường xuyên và ngắn hạn được gần 2.500 lượt khẩu súng các loại. Các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật và phương tiện luôn đạt hệ số cao nhất. Qua đó, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác. Ngay từ đầu năm, Chỉ huy Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, trên cơ sở đó để nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần vào quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Vấn đề thứ hai là công tác bảo đảm an toàn. Đây là một trong những nội dung quan trọng quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Chính vì vậy, Chỉ huy Trung đoàn đã có nhiều giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn, như tăng cường công tác kiểm tra tình trạng vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật trước khi thực hiện nhiệm vụ, duy trì đầy đủ các cái chế độ như lau chùi bảo quản vũ khí, trang bị hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Xác định tầm quan trọng của cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong năm 2022, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động. Trong đó phát huy tốt chức năng của ngành kỹ thuật trong tiếp nhận quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật theo kế hoạch. 100% số lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện xe máy được đăng ký và quản lý chặt chẽ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy còn đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Đảng ủy Ban Chỉ huy đã thường xuyên đổi mới các cái nội dung trong quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt ở đây là cái công tác thường xuyên phải giáo dục tuyên truyền cho đối với này cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thị xã nói chung và đối với này sĩ quan quân nhân nghiệp trong Ban Chỉ huy Quân sự thị xã nói riêng. Đặc biệt hiện nay thì chúng tôi đã có nhà xe rất là chính quy, rồi là xây dựng cái bảng tuyên truyền trực quan sinh động về cái công tác an toàn giao thông để tất cả mọi cán bộ chiến sĩ là khi tham gia giao thông nhìn vào đó để ý thức chủ động hơn trong việc tham gia giao thông. Thực hiện cuộc vận động 50 về quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông. Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo bằng nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, phát huy tốt chức năng của Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 và ngành kỹ thuật, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Do đó, trình độ quản lý, khai thác, duy trì hệ số đảm bảo trang bị kỹ thuật và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật được nâng lên rõ rệt. Các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện xe máy được quản lý chặt chẽ, đúng quy trình, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động 50, thì ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cấp đã từng bước nâng lên và thực hiện một cách là có ý thức, trách nhiệm và kết quả đạt được ngày càng cao với nhiều biện pháp, hình thức phong phú, sôi nổi. Hệ thống vũ khí, trang bị được lãnh đạo chỉ huy các cấp quan tâm và đã tổ chức thực hiện việc bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị để tổ chức sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.
Với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 50 về quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông ở các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong năm 2022, nên hệ số kỹ thuật, hệ số đồng bộ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện xe máy ngày càng cao. Qua đó góp phần quan trọng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022 đã đề ra.